Kính thưa quý vị, Tào Lao Việt Nam, câu chuyện nhiều tập là tự đề bài viết của tác giả Hoàng Trường gửi đến Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Sài Gòn. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là nguyên thủ hiếm hoi trong lịch sử nước nhà vì đã để lại những phát ngôn có cánh. Từ cái cách ông gọi tắt bốn nước ASEAN, Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar là KLMV, hồi ông đứng đầu cái nội các hậu Abati, tức là anh ba y tá Nguyễn Tấn Dũng đó, cho đến cái tuyên bố mới đây nhất về một nền dân chủ tào lao nào đó. Trong tuyên bố ngắn ngủn, anh Phúc nói đảng luôn xem trọng ý kiến của nhân dân, nhưng dân chủ tào lao đất nước sẽ loạn. Giáo sư Nguyễn Đình Cống chỉ ra ba cái sơ sài hoàn toàn chia sẻ với giáo sư nguyễn đình cống chính quyền việt nam cần xem trọng những ý kiến phản biện được phát biểu thông qua tự do ngôn luận chứ không phải tại các hội nghị mà người tham dự được lựa chọn kỹ càng dân oan bị cướp đất họ tổ chức phản đối thế có phải là dân chủ tào lao không trung quốc có mưu đồ đại hán dân biểu tình phản đối thì đấy có phải là phản đối tào lao không đưa ra khái niệm dân chủ tào lao chẳng qua là nhằm hù dọa để cho công an có cái cớ đàn áp dân phải chăng đó là trò bịp bợm ở đây cần phải chỉ rõ một sự thật mười mươi cộng sản việt nam dù có căm ghét đến tận xương tủy các tiêu chí dân chủ pháp quyền nhân quyền nhưng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày đặc biệt là trong tất cả các nghị quyết từ các đại hội đảng từ trước cho đến nay họ đều phải đưa các cái tiêu chí ấy vào như những cái mục tiêu để phấn đấu có điều là sau các danh từ nói lên tính ưu việt của nhân loại tuyến bộ ấy, họ luôn gắn gắn thêm cái mát, cái đùi xã hội chủ nghĩa như là một cái thuộc tính của phe ta. Trong khi đó thì ai cũng biết chính cái gọi là dân chủ xã hội chủ nghĩa hay pháp quyền xã hội chủ nghĩa mới thực sự là những cái thứ tào lao chi khương. Thực ra, nhiều người biết nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân sự là ba cái chân kiền cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Những chân lý ấy nó xưa như trái đất. Chỉ những cái đất nước nào mà không muốn phát triển là từ của chuyên gia Phạm Chi Lan á thì chỉ có những cái nước đó mới khước từ chúng, khước từ một cái hệ giá trị thật nhưng lại vẽ ra các cái mô hình rỡm nửa nạt nửa mở, đầu ngô mình sợ. Đó chỉ là những cái trò buôn bạc giả để đục nước béo cò. Và đấy mới thật sự là những cái trò tào lao của Việt Nam bao lâu nay, nhất là suốt 35 năm đổi mới. Tranh cử Alamod Phú Trọng theo luật bầu cử, tất cả các ứng cử viên phải báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu muốn đăng ký để được bầu làm đại biểu quốc hội. Sáng ngày 8 tháng 5, tại hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 không những không tôn trọng quy định vừa dẫn, cũng chẳng màng trình bày bất cứ chương trình hành động nào mà còn lên lớp cả cử tri lẫn Quốc hội trong cả nước. Thay vì trình bày chương trình hành động của riêng mình theo đúng quy định đối với một ứng cử viên và phải phù hợp với các điều khoản của pháp luật hiện hành, thì ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng lại đi bày tỏ vui mừng ghi nhận các ý kiến chân thành đúng đắn về những vấn đề to lớn của đất nước, của thủ đô mà cử tri nêu ra. Ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng còn lên giọng dạy dỗ, đại biểu quốc hội phải lo cho dân vì dân phải làm tròn trách nhiệm không được cua cậy càng, cá cậy vây, phải đoàn kết này nọ đúng là có đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng khó có thể chỉ ra ở cái xứ sở nào mà ứng cử viên lại có thể tranh cử một cách dân chủ tào lao đến mức như vậy trước mặt các cử tri. Thật dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn. Đây là lời ông Trọng phán năm 2016 nhé. Dân chủ và kỹ lưỡng đến mức một bộ tứ, tức là Trọng Chính Phúc Huệ đã được chọn lọc kỹ qua nhiều vòng trước và trong Đại hội 13. Tới đây, tất cả cử tri trong cả nước lại phải rồng rắn lên mây đi bầu lại một lần nữa. Bốn vị ấy sẽ lại tuyên thệ trước quốc dân đồng bào. Thử hỏi có thể chế nào tào lao hơn thế không? Quốc hội cũ đi bầu chủ tịch mới, rồi sau đó quốc hội mới lại tái bầu các con rời ấy lại một lần nữa. Nước sông công lính, không ai biết các bậc phụ mẫu lại càng không thể biết cái gọi là ngày hội của quần chúng ấy nó sẽ ngốn hết bao nhiêu tiền thuế của dân giữa mùa đại dịch vũ hán hoành hành ông thầy ăn một bà cốt ăn hai chẳng ai biết số tiền rải ra cho bầu cử không bao giờ được minh bạch hóa ấy nó sẽ trôi nổi về đâu chỉ biết là từ cuối tháng 4 năm ngoái, trong một bài viết đăng trên truyền thông trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng than vãn cái điều mà ông gọi là những biểu hiện đáng lo ngại về tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng trong nhân dân. Theo đó, tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên công chức mới chỉ là bước đầu được ngăn chặn đẩy lùi. Nghĩa là ông Trọng phải thừa nhận công cuộc chống tham nhũng lãng phí của ông chưa đi đến đâu cả. Những điều mà Tổng Bí thư tuyên bố gần chạm đến sự thật chứ không còn là câu chuyện tào lao nữa tuy nhiên ông trọng đã không dám chỉ ra cái căn nguyên gốc rễ của tình trạng nói trên là do lỗi hệ thống như chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đã khẳng định từ mấy khóa quốc hội trước ông trọng chỉ đưa ra được mấy chiêu đặc trị mà bệnh nhân thì lại đã quá nhờn thuốc rồi đó là không được tự diễn biến tự chuyển hóa xin lỗi ngài tổng bí thư nếu cơ thể ông mà không tự chuyển hóa chỉ trong 1-2 ngày thì ông phải đi cấp cứu tại bệnh viện là cái chắc luôn. Bây giờ nói qua tới cái việc chống dịch, uhm, tấn công Covid-19 bằng gì? Chống đỡ với Covid-19 hiện nay là ưu tiên cao nhất của mọi quốc gia, từ nhỏ như Campuchia đến lớn mạnh như Mỹ hay Tàu Cộng. Số liệu thống kê chính thức cho thấy tính đến hết ngày 9 tháng 5 đã có 1.773.994 người tại Campuchia được tiêm ngừa vaccine. Ha. Con số này tương đương với khoảng 11% dân số. Tỷ lệ này giúp cho Campuchia đứng thứ nhì tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore. Nhìn lại Việt Nam, nước có dân số gần 100 triệu người, nhưng đến ngày 10 tháng 5 chỉ mới tiêm phòng được gần 852.000 liều. Như vậy, tỷ lệ này còn thấp hơn cả tỷ lệ tiêm phòng của Campuchia nhiều lần. Trong tháng này, Campuchia dự kiến sẽ nhập 1 triệu 500.000 liều vaccine nữa từ bên ngoài về nhằm phục vụ cho mục tiêu tiêm phòng cho ít nhất là 80% dân số mà chính phủ nước này đã đề ra. Trong khi đó, dư luận không khỏi ngạc nhiên khi nghe truyền thông trong nước nhắc đi nhắc lại trong tuần này, phương châm chỉ đạo mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính là phải chống dịch theo cái cách kết hợp hài hòa giữa phòng thủ và tấn công, trong đó tấn công là chủ yếu. Nhưng Việt Nam tấn công COVID-19 bằng vũ khí gì khi tình hình tiêm chủng còn thua cả nước láng giềng như Campuchia? Cũng may là chủ trương tấn công đại dịch COVID-19 chỉ được người đứng đầu chính phủ chém gió trên vùng biên giới Tây Nam. Đó là vào buổi chiều ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát khu vực biên giới Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam với làn sóng thứ tư báo hiệu nhiều khó khăn và phức tạp trong điều kiện các nước láng giềng đang phải quay cuồng đối phó. Những cái ca mắc Covid-19 mới này phần lớn là người nước ngoài hoặc là đã tiếp xúc gần với người nước ngoài. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, đáng lo ngại, nhất là khi hàng loạt vụ việc người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc ha, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị phát hiện ở các tỉnh thành phố. Chỉ mấy ngày gần đây, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện 62 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cư trú tại các quận cầu giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, tối ngày 3 tháng 5, công an thành phố Vĩnh Yên cũng đã phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú bất hợp pháp ở phường Liên Bảo. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hai nữ sinh viên thuê nhà chung cư để đưa hàng chục người Trung Quốc vào ở trái phép. Nghiêm trọng hơn, khi tại tỉnh Lào Cai ngày 23 tháng 4, công an tỉnh này đã triệt phá đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép cho gần 200 người. Lý Trừ, thôn đội trưởng ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát COVID-19 đã làm nội gián cho cái đường dây này nhưng tất cả những vụ nói trên chỉ là những con cá bé đối với những con cá lớn những nhà tổ chức vĩ đại đằng sau các vụ việc này không thấy ông thủ tướng tấn công ai cả đơn giản bởi vì họ là các đồng chí trung quốc tào lao việt nam là câu chuyện nhiều tập chưa thể kết thúc ở đây nhưng để các đồng chí trong bộ tứ và nhiều đồng chí lãnh đạo khác khỏi bị tăng sông hôm nay nên tạm dừng ở tuyên bố của ông trọng ông phúc cũng như câu chuyện bầu cử và chống Covid-19 thôi nhé. Dẫu sao sức khỏe của các đồng chí ấy cũng là tài sản và bí mật quốc gia, phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, không thể hạ bút mà không nhắc qua hai lời hiệu triệu động trời gần đây nhất mà tân thủ tướng Phạm Minh Chính vừa mới nổ như pháo rền. Thứ nhất, ông Chính kêu gọi xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi, lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030. Ông yêu cầu giảm phiền hà và sai phạm. Sau hàng loạt vụ án oan từ Bắc Chí Nam, ông chính buộc phải lưu ý đến việc tạo đồng thuận trong dân, chống tiêu cực và sách nhiễu. Nhưng thưa Thủ tướng, tất cả tiêu chí này mà thành tựu thì phần lớn các thành viên nội các của ông sẽ nhất loạt đâm đơn từ chức. Tại sao? Đối với các quan chức cộng sản, nếu pháp luật và hạ tầng pháp lý minh bạch, họ còn ăn cái giải gì nữa hả? cái điều thứ hai ông chính đánh trúng vào tâm lý ngán đến tận cổ của người dân và trí thức khi mới đây ông hồ hào ngành giáo dục phải thực hiện các nhiệm vụ học thật thi thật nhân tài thật nhưng làm thế nào để biến cái lời hiệu triệu của thủ tướng trở thành hiện thực khi mà trước đây những người đã dám nêu lên sự thật thì đều bị trù dập bị đuổi việc thậm chí không ít người còn bị vướng vào vòng lao lý Xin được nhắc lại ở đây nhân nhận xét của nhà báo Võ Văn Tạo hôm 12 tháng 5 từ Nha Trang. Những tuyên bố trên đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính khiến nhà báo này nhớ lại câu nói của một ông gọc nhất phong trào Cộng sản quốc tế, đó là Mikhail Kopachev, tổng bí thư cuối cùng của đảng Cộng sản Liên Xô. Kopachev nói, cả đời phấn đấu cho Cộng sản mà cuối đời nhận ra Cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá. Sống gần 70 năm với Cộng sản, ông Tạo và có thể nhiều người trong chúng ta, cảm thấy rất thấm thía cái nhận xét ấy